lửa luôn. Mất rồi thì đập vô con mắt cũng nói là Ngọc làm, mà bây giờ chấn vô mặt cũng nói em làm. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON. Mà đã chụp hình là đúng rồi, giờ mình mới đổi lại. Có đổi lại cho anh, nó mới được đấy. Cái này đẹp hơn. Dạ đúng không? Đi 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 đi. Mấy cái dàn đen lấy hai hai bụi đây đi. Dung ơi, lấy cái dàn đen Dung ơi. Em đã có động lực rồi. Anh Dung Huyền chết gì? Cái gì vậy? Chết gì? Anh đang tập thể dục nha, em làm gì? Em bị sao vậy? Các bạn làm sao ấy? Em bị thế nào đâu không vậy? Anh khởi động làm gì? Đúng rồi. Ok. Số 2 lên, số 3 lên. Chỉ riêng ngay bây giờ được đụng ai cũng được. Ủa, được ai cũng được, ai cũng được kìa. Trả rồi ai cũng được, ai cho dữ thôi. Thì từ trời ơi, đâu không, chị Ngân đụng mới được. Đâu có ai đụng cũng được, em đụng anh rồi. Chị Ngân đụng mới được mà. Đại Vinh, anh ra để em đụng. Em đụng rồi. Đâu, Dừng lại. Hồi nãy anh cho riêng cái luật ở lượt này là ai đụng cũng được mà. Nhưng mà chị đụng em rồi. Em đụng Dung ơi. Cái lượt vừa rồi là em nói là Đây, chứ ngồi đó nè. Nhắm miếng không? Cho khách miếng nước. Dạ, em có nè. Việc phải cho miếng nước. Nhắm thôi, đừng uống nhiều. Ủa? Nhưng mà đúng rồi. Đèn cảm ơn. Ôi xưa. Mệt hả? Trời ơi, tôi không tin là bà Thúy Ngân bà bị liệu. Xong mới giật con gấu quá chạy luôn. Không thể tin được. Một đứa thì chơi lô tô kinh dọc, không chịu kinh ngang. Chị Ngọc còn 3 trái, Đúng rồi. Dừng lại. Cái gì vậy? Cái miệng anh đập vô mỏ tù mẹ em la cái gì vậy? Ủa hai người là cái miệng với cái mỏ cũng giống nhau mà. Đúng rồi má. Buông tay nào. À bình thường. Rồi xịt máu mũi rồi, xịt máu mũi rồi. Lần chơi với Ngọc là không cày duyên cấp dãy đúng không? Anh cũng đánh em nè, xung tay xung chân. Đua không, tôi đỡ em không đó. Lượt đầu tiên là Ngọc ăn. Không phải mà chơi mấy cái này em đừng có đeo. Cái này biết đâu. Đi. 20% sức rồi tôi mình cho hết sức. Nhưng mà em chết chứ tại sao chết mà không biết luôn được. Có một cái bốc cái khá lửa luôn. Có hề biết luôn á mọi người, mà lần nào chơi những này lúc mà thì đập vô con mắt cũng nói là Ngọc làm, mà bây giờ chấn vô mặt cũng nói em làm. Nhưng mà chị cũng bị đau mà. Nhưng mà chị có liên quan, chị là con gái mà làm sao chị đánh? Tôi có làm kiểu đó. Làm sao chị có làm gì đâu? Tự nhiên sáng giờ vô như vậy đó. Không phải. Không phải. Dễ á. Không. Dạ. Ủa? Em chỉ là vậy thôi à? Tức là chị đang nghe xong nó dội ngược lại. Nhưng mà chị ta nhìn cái đầu em xuống, nhìn cái đầu em mất cười lắm. Chị không nổi luôn nữa. Nhảy vô mặt tôi. Tôi đủ lại cái cuối cùng. Đây anh chọn lá của em, anh không chấp nhận thôi. Chứ chị đúng. Trời ơi, sai nha. Anh này là bỏ mèo. Ờ, chị bắt.
xa chứ mình xin lại mình cao lên trước. Rất là nhịp. Ủa này nhảy mà. Như vậy là chúng ta có sự góp mặt ở Duy Khánh rất là vui. Và Khánh cảm giác như nào, có cảm xúc gì không? Dạ, em ngày hôm nay cảm thấy rất là vui. Bởi vì lần đầu tiên em được trải nghiệm trò chơi như thế này của nhà thì không phải lũ. Nên em giờ ngồi coi đá banh luôn, không quay nữa. Nghỉ. Một chút. Quay này ai đá vậy? Anh này vừa rồi. Trước này đang khép bàn.